Thưa quý vị, Hồ Nghinh là người con ưu tú của Đắc Quảng. Để tưởng nhớ và tri ân đồng chí Hồ Nghinh, ngày nay thành phố Đà Nẵng đã có một tuyến đường mang tên ông. Đường Hồ Nghinh chạy dọc theo hướng Bắc Nam, song song với đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa phận hai phường Phước Mỹ và An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Theo đó, tuyến Hồ Nghinh thuộc địa bàn phường Phước Mỹ hiện có 108 hộ gia đình với 288 nhân khẩu. Với những trang lịch sử hào hùng của ông Hồ Nghinh, người dân sinh sống trên con đường này luôn khắc ghi về tấm gương cống hiến, hy sinh, vì dân, vì nước, những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng. Là một người dân sống đường Hồ Nghinh, tôi cảm thấy rất tự hào và con đường Hồ Nghinh mang tên ông. Vì ông là một người lãnh đạo cách mạng lão thành, đã đảng và nhà nước đã đào tạo và ông đã là anh hùng của thành phố Đà Nẵng. Những người dân đã sống lâu năm trên tuyến đường Hồ Nghinh cho biết đã chứng kiến bao nhiêu cuộc thay da đổi thịt để hình thành nên diện mạo tuyến đường Hồ Nghinh ngày nay, một tuyến đường du lịch sầm uất với nhiều nhà hàng, khách sạn lớn. Người dân nơi đây luôn ý thức trách nhiệm giữ gìn con đường văn minh đô thị, làm sao để xứng đáng với tên ông Hồ Nghinh. Đặt cái tên Hồ Nghinh thì nhân dân của đường Hồ Nghinh thì rất tôn trọng ông. Thì hiện giờ chứ sống trên đường Hồ Nghinh thì người dân đã thực hiện nếp sống văn minh đô thị xanh sạch đẹp, hàng tuần ra dọn vệ sinh là cất ngõ. Tuyến đường mang tên Hồ Nghinh góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương, tôn vinh nhân vật lịch sử đã có công lao to lớn trong tiến trình dựng nước, giữ nước và đấu tranh cách mạng của quê hương, từ đó khơi dậy và nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.